ngay lúc này, chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của ca đoàn giáo họ Thái Lai với bản hợp xướng cung đàn du dương. Và chúng ta không quên nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca đoàn giáo họ Thái Lai. Vâng, chỉ khi nào quý vị vỗ tay con mới đi vào ạ. Vâng, một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Vâng, xin mời ca đoàn giáo họ Thái Lai. Thank you.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn lên để cảm ơn ca đoàn giáo họ Thái Lai. Và chúng con cũng xin được trân trọng kính mời quý cha cùng trở về sân khấu để cùng có một bức ảnh lưu niệm cùng với ca đoàn giáo họ Thái Lai. Chúng con xin được trân trọng kính mời. Vâng, những khoảnh khắc rất tuyệt vời phải không ạ? Và hy vọng rằng năm sau chúng ta có một chương trình tuyệt vời hơn thế này nữa. Vâng, xin được cảm ơn các ca viên đến từ ca đoàn giáo họ Thái Lai. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn quý cha.